Ê, bạch vơ ở đây là nó tắt cái này à? Vơ ba. Em bỏ nước mía vào mồm. Alo đi. Alo. Dạ, dạ, dạ. Alo. Dạ. Alo. Dạ. Alo. Dạ, hát đi. Alo đi. Ba chỉ cho nó cầm sát xa ra. Đây này, con cầm xa đầu cái này này, đừng có sát vào miệng. Alo. Alo, đây xa này nha. Nó kệ nó tự nhiên đi. Sao? Hát bài gì? Bài ba thương con nhá. Đấy, rồi, ok, nào. À, đúng rồi, đúng bài chọn luôn. Rồi, hát đi. Mới nhìn hình nó quen thế nào. Ra một tí nhé. Con đừng dí sát vào. Thế ăn được, nó ồn, nó kêu ấy. Đúng rồi, ra. Đúng rồi. Để cho anh hát cái bài này, ok. Cả nhà thân nhau không hát được mà nhà. Nhạc remix luôn, bốc thế. Cẩn thận với dao này. Cháu ngồi đây. Để bố, đưa bố bóc ra. Bố bóc ra, ngồi đi. Ngồi đi để xem. Ở nhà thương nhau nhé, không, ngồi lên. Ba đôi ba, con đôi mẹ, mẹ đôi con,
gần nhau là thua. Hay quá. Hát đi, hát đi, cầm micro lên. Ca sĩ cầm micro lên như này chứ. Cái tay là nó cấu gì đấy.